bon chen đi bão à, đi bão giờ đói, sáng ra làm tô phở nè, tô phở không mà chưa chịu nữa làm gì, tiết trứng nữa hả? Trời ơi hả, bon chen ở nhà lớn tuổi đang nghỉ ngơi đi không chịu, bị đặt bão ăn mừng Việt Nam vô địch nữa không. Giờ mộng quá, sáng ra đá khí thế luôn. Mọi người ăn phở à. Anh Thượng Chí Nhất coi không ăn với quê, anh Thượng Chí Nhất tô phở thêm chén tiết, chén tiết gọt gà nữa mới chịu. Chào hai bạn, đặt con trang đi bảo, đi bảo với đời. À. Đó nè, đó phở Việt Nam với phở Mỹ có khác thì đúng không? Khác đúng không? Phở Việt Nam phở Mỹ có khác thì đậm đà tình quê hương đúng không? Rồi không. Hello mọi người. Đúng rồi anh Thượng Nhất, tôi nghe bóng lắm, tối mà anh thức nguyên đêm không đi bão á, mắt ông à, thấy không, mắt ông trầm lo rồi ăn ngủ không yên luôn không, thương không, thương không, thương lắm chứ bộ. Đây phần của ông đây đó, là sáng nào cũng vậy đó, đúng cái tiệm phở này thôi, thấy không, đúng tiệm phở này thôi là ra cứ một tô phở, một bố gọi phải gì, bố gọi tôi phải gì, nạm gầu, nạm gầu hả, nạm gầu thêm mà chén tiết cho một gà nữa. Ngọc Diệu hỏi đó, hỏi bố ăn có ngon kìa, ngon quá, ngon quá, ngon nữa đó, trời ơi, một suất về nhiêu tiền bố, đâu đây coi bán giá coi. Làm đầu 35 ngàn phải không? Tiết hột gà nữa đó, giá lắm à, tiết hột gà như 10-15 ngàn vậy đó. Anh Thượng Chí Nhất hỏi, hỏi bố ăn món dân dã quê hương thấy ngon không? Ngon quá, ngon quá luôn. Ngon luôn. Để trời nó làm khác đi à. Chơi chơi xin dĩa rau anh ơi. Ở nhà ông rau, ăn rau dữ lắm, ông khoái rau. À, không biết mọi người hôm qua đi bảo mọi người có bộ giờ có bộ dưỡng giống ông già không ha? Xin à, hỏi mọi người. Ở khí thế luôn. Đúng rồi. Đúng rồi anh Phạm vậy. Hôm qua ông đi bảo giờ ông mệt quá ông bộ dưỡng nè. Sáng ra ông bộ dưỡng tôi phở Việt Nam đúng bài luôn. Đây. Đó. Đó xin thêm rau mà cho rổ vậy nè. Trời ơi, thấy chưa? Quả Mỹ này là nhiều phở đó không? Ừ. Phở Mỹ là quả bún. Vậy ha mọi người ha, review cho mọi người xem chút. Đó, đó đây là bố cầm về Việt Nam hưởng thụ không khí nước nhà như thế nào, hòa chung với niềm vui à, như hôm qua mọi người biết rồi, đất nước chọn niềm vui đúng không, quá tuyệt vời luôn, không gì tuyệt vời hơn, cho nên là bất chấp tất cả đi bảo, mặc dù là 70 mấy rồi, hôm qua ông giác nguyên cái chú đi bảo luôn mới ghê chứ à, giờ đuối rồi, giờ về quốc tô phở bơm lại. Dạ mọi người ha, ok xin chào tạm biệt mọi người, xin hẹn gặp lại mọi người à, bye bye. Bố có gửi lời gì đến mọi người không? Ok, chào mọi người nha. Rồi ta ngon quá, chưa làm ra không đấy.
Ok, bye bye mọi người nha.